Nhà hàng xóm có một cây me rừng, cuối đông lá rụng hết, chỉ còn trơ trọi lại những chùm trái trên cành khẳng khiu. Cây này còn được gọi với tên là chùm ruột núi hoặc là mắt kham, vị chua và hơi đắng nhưng sau đó lại có hậu ngọt. Mai mình sẽ đi xin một ít về để ngâm rượu. Hôm nay đã là ngày thứ ba hai con mén này tập ăn. Mặc dù tụi nó chưa tự uống nước được và vẫn thích bú bình, nhưng mà có lẽ là do bản năng thích ăn thịt nên đã bị mình dụ. Hôm đầu tiên mình xé nhỏ thịt gà ra, dụ hai đứa nó ăn thì mỗi đứa ăn được mấy miếng. Ngày thứ hai thì mình nấu cháo đặc, sau đó xay thịt gà trộn chung. Tụi nó nghe hơi thịt nên lao vào ăn cả thịt cả cháo. Lúc đầu mình để trong cái chén kia cho nó khỏi trèo vô, nhưng mà có vẻ sâu lòng quá nên nó không dám ăn, nên đổi sang cái dĩa hơi rộng, thành ra là lâu lâu nó trèo luôn cả trong dĩa, ăn xong với thêm dịch vụ rửa chân nữa. Thực đơn hiện tại của bọn nó là uống sữa ấm vào sáng sớm và ăn hai bữa cháo cứ trưa và xế. Buổi tối sẽ uống sữa, vì chưa uống nước cho nên mình vẫn cho uống sữa để bổ sung nước. Chiều nay mình đi giao hoa cho khách và gửi một thùng hàng. Sukana là lên giữa đèo thì xe bị đứt dây cura. Thế là hai chị em phải tấp vô lề đường, ngồi chờ cứu viện tới, tha cái xe về và mượn cái xe khác để đi gửi hàng, sau đó lấy hoa Tết. Mọi người đã chuẩn bị hoa Tết xong chưa? Nay mình mới đi lấy ly để chuẩn bị về quê nè. Mặc dù đã ở Đà Lạt hơn 20 năm, nhưng mà vì bản tính mù đường và ngại đám đông nên mình rất ít biết đường, chủ yếu là nhờ Google chỉ dẫn thôi. Nên là đi lạc là chuyện rất thường xuyên luôn. Sau khi gọi trợ giúp của chị bán hoa 3 lần 4 lượt thì cuối cùng của mình cũng đã tới nơi, lấy ly xong và mang ra nhà xe gửi. Xong xuôi hai đứa lại lượn một vòng ra chợ, định mua thêm ít cúc và hoa hồng về cắm. Cúc thì có quá trời đủ màu sắc luôn, nhưng hoa hồng thì Sukana người ta không có bán lẻ, cũng còn có mấy chỗ bán thôi. Chiều những ngày cuối năm này xe cộ nhộn nhịp luôn. Mình lại về với vùng quê yên tĩnh của mình thôi, ngắm hoàng hôn rồi nghỉ ngơi hết ngày.